Nhiều khi á, chị cảm thấy bản thân mình á, tuổi á, khóc một mình hoài luôn á. Thôi thôi em thương, em thương, em thương. Em nghĩ coi, sáng á, đi làm quần quật như con ngõ vậy. Tối về livestream bán hàng mà tắt đèn sợ tốn điện. Một thời gian nữa ở không nổi, chắc chị phải chuyển ra ngoài thôi. Em cũng thấy như vậy á. Một thời gian nữa chắc chị phải chuyển qua đây ở thôi. Em cũng thấy. Khoan, chị nói cái gì vậy? Chắc chị phải chuyển qua đây ở thôi. Để làm chi? Mắt gì phản ứng như vậy? Em không nghe cái câu hả? Kẻ thù của kẻ thù là bạn đó. Chúng ta giờ có một nỗi sợ chung, đó là Big Monster, là cục cưng đó, đúng không? Đúng chứ gì. Bởi vậy chị chuyển qua đây ở, có thể làm bàn đạp cho em, làm chỗ dựa cho em để chống lại cục cưng. Với lại hả, chị chuyển qua đây chị trông Tina cho hai đứa, học quá rồi còn gì nữa. Sao em không nói gì đi? Chị thực sự tốt vậy hả? Bây giờ chị chồn nói em á, phát âm hết ngữ pháp tiếng Việt đúng hết, nghe nó còn dễ tin hơn nữa đó. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Rõ ràng có gì mà ám nè. Hôm qua thì mượn tiền em, còn hôm nay á, đội tràn qua nhà em ở luôn, chắc chắn là có vấn đề. Bây giờ chị nói không? Chị mà không nói hả, thì em kêu chồng em gọi hỏi má chồn đó. Tina, bữa nay đi chơi vui không con? Vui, nhưng mà phải có dắt đi thì vui thôi. Vậy là con nhớ bà Jackie hả? Không phải, con chỉ muốn gượt đuổi Jackie vào xe điện đụng thôi. Con hư lắm nha. Tối ngày là ba chỉ thấy con ăn hiếp bà Jackie không à? Vì Jackie là gia đình của con nên con được quyền. Mà mỗi lần thấy Jackie nổi nóng lên á, con vui lắm á. Con mà cứ như vậy hoài á, bà sẽ không dắt con đi chơi nữa. Má hơn lúc đầu đau quá à. Nhưng mà giờ mình đi đâu? Hay là giờ mình vô rạp chiếu phim xong mình coi phim hoạt hình đi? Coi phim hả? Thôi, bây giờ trễ rồi. Hai ba con mình á phải về phụ ba Jackie làm việc nhà. Chịu không? Không đâu. Làm bao nhiêu cũng không vừa ý dắt đi đâu. Toàn mệt thêm không à. Tina, con phải hiểu là chúng ta là một gia đình. Và một gia đình thì làm việc gì cũng phải làm cùng nhau. Con hiểu chưa? Nhưng mà con chỉ không muốn dắt đi la con nữa thôi. Thì ba Jackie cũng hơi khó tính, cũng hay là ba con mình, nhưng mà cũng chỉ muốn tốt cho ba con mình thôi. Tốt đâu không thấy mà toàn thấy mệt không à. Con lăn quá trời mệt lắm á. Nếu con mệt á thì con làm gì? Đó là tuyệt chiêu để con hạ gục dắt đi á. Thiệt hả? Thiệt. Ba không tin á thì ba thử đi. Em nhẹ nhàng thôi. Em đừng có đập mạnh tay quá. Chị không có tiền mua điện thoại mới. Cái tiền chị mua điện thoại á, thì nó cũng không bằng cái tiền mà chị tiếp tục vay nợ đâu. Nửa tỷ. Chị nghĩ sao vậy? Chị biết mà, 500 triệu. Em đừng nhắc lại nữa. Nhưng mà em biết không, cái tiền đó chỉ là bề nổi thôi. Còn chị đang chìm đó. Chị đang chìm như là con tàu đang phải tản băng trôi vậy. Em nói chị nghe, em còn người chồng ngốc nghếch và đứa con ương bướng đang chờ em nấu ăn mỗi ngày. Chị đừng kéo em chìm theo chị. Gia đình em bất hạnh quá ha. Bà Bi à, coi như là chị năn nỉ em luôn á. Chỉ có mình em mới giúp được chị thôi. Em cũng thấy đó, dịch nè, đâu ai làm được gì đâu. Live stream không có ma nào mua hết trơn á. Trong cái kho ở nhà còn một đống kem trộn kìa. Em sai không? Không, đâu có nhu cầu. Em đủ trắng rồi. Chị còn đang nợ tiền hàng của em nữa đó. Chúng ta là người nhà mà, mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó em đừng nhắc nữa nha. Baby giúp chị đi, chị đang nỉ em đó, chị đang nỉ em đó nha Baby nha. Đi, em nói là không mà. Em sẽ không mềm lòng với chị thêm một lần nào nữa đâu. Chuyện của chị tự giải quyết đi. Vay ngân hàng rồi vậy thì mượn tín dụng đen, có công ty đòi nợ. Mượn rồi mới vay ngân hàng trả.
Vậy thì bán luôn cái nhà của má chồng để trả nợ cũng được. Bậy bạ. Chị chồng, chị làm ơn trưởng thành lên đi. Bây giờ chuyện của chị á, chị tự giải quyết nha, đừng làm phiền tới em nữa. Bye chị. Sách kia, đáng ghét, chị ghét em. Một mình Tina nói em câu này là đủ rồi. Chị có chừng em đó. Tịch thu điện thoại. Buông ra. Trừ nợ. Ê, Sách kia. Sách kia. Trả điện thoại cho chị, Sách kia. Em ép người quá đáng. Được rồi. Giao ngân hàng hả? Chị giao ngân hàng luôn. Dây quỹ tín dụng đen hả? Dây quỹ tín dụng đen luôn. Bán nhà cũng cưng hả? Bán nhà cũng cưng luôn. Bán nhà cục cưng hả? Sao mà không nghĩ tới ta? Jackie ơi, em thông minh quá. Con ngủ với em. Vừa ngủ luôn đó anh. Em đọc vào phần tư câu chuyện á, mới chịu đi ngủ đó. Ừ. Anh sao vậy? Hôm nay anh vui lắm. Em có biết trong lúc đi chơi với con á, con nghĩ gì về em không? Dạ. Con hư lắm nha. Tối ngày là ba chỉ thấy con á ăn hiếp ba Jackie không ạ? Vì chắc này là gia đình của con được quyền. Mà mỗi lần thấy Jackie nổi nóng lên á, con vui lắm á. Con bé này, thiệt. Em vui lắm đúng không? À, không. Vậy sao mặt đỏ vậy? Tự nhiên nó đỏ chứ, ai biết làm sao? Em vui lắm. Hóa ra con của em nó không ghét em như em tưởng. Con không những không ghét em mà còn coi em như một người bạn rất quan trọng. Nhờ anh á mà em hiểu thêm về con. Phải thưởng cho anh cái gì đi chứ. Đi vô anh.